Để tiếp tục chương trình văn nghệ, theo yêu cầu của các má và các anh Sáu, trích đoạn ca lương cũng rất nổi tiếng Hồ Quảng, đó là trích đoạn ca lương được mang tên Lưu Bố Hí Điêu Thiền. Ngân Tuấn và Tú Sương sẽ trình bày. Xin tất cả và các quan khách thưởng thức. Phụng nghi định đã đến à, sao chẳng thấy nàng à điêu à, vậy ta mau cốc tạm ký tiền, chờ nàng qua đây để cùng ta đối diện à. Con người gì đâu mà bội bạc quá, hẹn người ta giờ này mà giờ này giờ nào rồi mà chưa đến nữa. Được rồi, ta sẽ đứng đây ta đợi, đợi đến khi nào rồi đó ta sẽ trả thù, ta sẽ bóp cổ, ta ngắt mũi trả thù. Trời ơi, đẹp trai như vậy mà không mê, mê thằng cha bụng bự đâu rìa mặt móc ở nhà, tức không? Hỏi tức hay không chứ? Tình Lan ơi, ai qua kêu đây hồi nãy giờ nè? Ai kêu tôi đó? Ai kêu? Ở kia, Điêu Thiền, Điêu Thiền. Đây ha, trong đó đó đã đến đây. Lướt ngàn trùng nhẹ tách đường mây, sông muôn cụm mài che lá liễu. Nàng qua đây cho ta biểu. Chàng qua đây cho em biểu. Trời đất ơi, ta bảo nàng qua đây cho ta biểu. Em bảo chàng qua đây cho em biểu. Trời đất ơi, biểu lại còn biểu lại nữa hả? Bây giờ một biểu không? Qua không? Hai qua không? Ba qua không? Bây giờ không qua không? Biểu bảo, biểu bảo, biểu bảo, biểu bảo. Trời đất ơi, biểu gì mà biểu ba bốn cái biểu, tôi biết biểu cái nào. Trời ơi, đến trễ mà còn nhõng nhẽo nữa. Nó nhõng nhẽo về nhõng nhẽo với cha bụng bự với như anh. Sáu vậy đó, đừng nhõng nhẽo như tôi không? Được rồi, bây giờ qua không? Thì không qua. Không qua phải không? Không qua, không qua lấy đá chứ còn qua không biết qua. Qua không? Qua không? Cái gì chết? Cái gì mà chết? À, lấy con cá chọi cái lỗ mũi tao bể nè. Trời ơi, nhõng nhẽo ơi là nhõng nhẽo. Cục đá còn cầm trên tay đi chọi nào mà bể nhỏ mũi. Ủa, chưa có chọi hả? Chọi đâu mà chọi? Chưa chọi thì hỏng quá sao? Trời ơi, tức ơi là tức. Bây giờ có qua hay không? Tôi qua không có được. Tại sao qua không được? Tại vì mắc cái cầu. Cái cầu sao mắc? Cái cầu nhỏ xíu à. Tôi vậy nè, chuỗi mà tôi bước qua, tôi trượt chân, tôi té xuống nước, uống nước chết là sao? Trời ơi, bởi vậy cha bụng bự đó không chết cho được. Được rồi, bây giờ nàng đứng đó đi, ta sẽ qua ta trước nàng, rồi ta trả thù, ta ngắt mũi, ta nhéo cái lỗ mũi kia được. Bây giờ nè, cẩn thận nha, đi qua cầu, qua cầu. Rồi, nè, qua cầu nè, cái gì nữa mà la? Trời ơi, chết cái chân tôi rồi, máu à. Máu đâu, máu đâu? Máu trắng sáng. Trời đất ơi, không có giỡn nha. Bộ giỡn chứ, cha bụng bự như sao sao sáo gì quen hả? Làm gì mà hung dữ dữ dọn? Hung dữ gì? Hẹn giờ nào mà giờ này mới đến mà nó hung dữ? Bây giờ qua cầu dẫn thư hoa nghe. Đưa tay đi, tao dắt qua cầu. Đi qua. Ây da. Cái gì mà nè? Làm gì mà nắm người ta mạnh như vậy? Tay người ta liệu yếu như vậy nè. Nắm người ta đau muốn chết luôn á. Trời ơi, bộ cha bụng bự nắm tay nhẹ lắm hay sao hả? Nắm nhẹ lắm mới không có đau. Được rồi, đưa đây ta nắm nhẹ chưa? Nắm nhẹ nè, nhẹ nè, nhẹ nè. Cái gì lá nữa? Nắm nhẹ nhẹ thôi chứ làm gì mà nhíu người ta dữ dội. Được rồi, thôi đưa tay đi, đưa tay nàng nắm nè. Thôi đưa tay đi tôi nắm chưa? Ờ, trời đất ơi, qua cầu nha, chuẩn bị qua nha. Trời ơi, nè, đó, 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 đến giữa sông rồi nè. Đó, cho hết nhõng nhẽo nè, té nè, té nè, té nè, cho chết nè, sợ chưa? Hả? Sợ chưa? Còn đến trễ đây không? Đi đến phải đúng giờ nghe không? 9 giờ là 9 giờ, 10 giờ là 10 giờ nghe không? Đừng để ông bụng bự ông chờ nghe không? Đi qua đây. Hả? Bụng bự tới kìa. Cái này phải động cát không? Cảm ơn. Ôi nè, nàng lấy luôn đi. Ta thấy bụng bự là ta ghét rồi. Không lấy bông đâu. Tặng cho nàng luôn á. Điêu Thiền. Dạ. Bậy nè, trả nè, bậy trả, bậy trả. Ta dắt qua cầu mà con cha bụng bự lên nữa thấy chưa? Điêu Thiền, về đi. Về với cha bụng bự đi.
Trời ơi, tự nhiên cái biểu tôi qua đây, rồi bây giờ qua xong rồi đuổi tôi đi về hả? Hồi nãy tao nhớ nàng, cho nên tao muốn gặp mặt nàng. Bây giờ tao gặp mặt nàng được rồi, nàng cứ về đi, tao không có giữ đâu, về đi. Bây giờ đuổi tôi về phải không? Đuổi đó, nàng về đi. Tôi về thì đừng có trách nàng nghe. Trời ơi, ai mà thèm trách, bây giờ không còn nhớ nàng nữa, nàng cứ về đi. Về đi. Trời đất ơi, ta gì mà trách nàng à? Ta không bao giờ nói đùa với nàng đâu, nàng cứ về đi. Hả? Điêu Thuyền, Điêu Thuyền ơi, ta chỉ nói đùa với nàng thôi mà nàng đâu đòi Điêu Thuyền. Cái này đỡ, không có bự, bụng không có bự được. Đuổi người ta về được cái đi tìm. Điêu Thuyền ơi, Điêu Thuyền. Nè, Điêu Thuyền. Dạ. Ngày xưa ta mơ ước cùng ai sẽ duyên đầu, sao ai lại nỡ đành tâm mà phụ mối duyên đầu trần. Phụ thân đã hứa cùng ai kém sẽ duyên đầu, sao ai lại nỡ đành tâm phụ mối duyên ban đầu. Dân ơi, một mối tình đầu làm ta phải tâm tư sầu. Vì sao khá mau phân bài cha một bữa ghen không? Yeah.
ta dùng vân tưới nước cho cánh hoa đào khuê sắc hương tỏa ngạt ngào tô đẹp cho trần gian. Nhưng có ngờ đâu tình ta phải ly tan, ta chung thủy còn nàng, nàng theo cha bụng bự trong mớ đắm xuôi đàn thuyền khải ngược. Thôi kể từ đây phim là tơ dùng bao lời phấn to đục trong tiếc nguyện quân tử cùng chàng sanh duyên. Thôi hãy về đi đừng nói làm chi nữa, cho trái tim ta phải khóc lễ thương sầu. Bây giờ đuổi tôi về mấy ông. Về đi, nàng không về nàng chết đi. Trời ơi, người đẹp trai gì nè không mê, mê cha bụng bự, râu rịa, mặt móc. Đẹp trai gì mà phủ phàng dữ vậy? Bây giờ muốn tôi chết phải không? Chết đi, nàng chết đi mà nàng mới chứng minh được cái lòng chung thủy đối với ta. Chết đi. Bây giờ tôi chết là không có cản à nghe. Không bao giờ cản, không thèm cản, chết đi. Thôi được rồi, để tôi chết. Để tôi tìm cái chỗ nào tôi chết đi nè. Chết chỗ nào? Để tôi đập đầu vô cha bụng bự này đi. Đừng, đừng, đừng. Trời ơi, vô đó, ông bắt cóc đi liền đó. Không được, kiếm chỗ nào chết đi, chỗ đó chết nguy hiểm. Thôi để tôi nhảy xuống đây tôi chết cho rồi đi. Đừng, đừng, đừng xuống cha có râu đó. Trời ơi, cha bắt cóc đi liền đó. Tôi cắn lưỡi tôi chết nè. Đừng cắn lưỡi chết, cắn lưỡi chết thành ma nói ngọng. Không, dạ kiếm chỗ nào chết cho nó đẹp. Hết cách rồi. Canh camera kìa, đi thẳng vô camera chết. Tôi nằm đâu, chống tiền bây giờ. Đi thẳng vô đi. Đỡ nè. Đừng, bể camera đền thấy bà. Thôi, ta nói vậy thôi chứ sao mà ta để cho nàng chết được. Chết hết sao? Nè, Tiêu Thuyền Quang em ơi, bởi anh đây thử đo cho biết rõ lòng giả thuyền. Bố đâu màng, bố đâu màng cuộc sống cô liêu. Tiếp buông chết đi chỗ rồi. Không được. Sống chi sợ nơi phụ phàng. Ai đây bởi lòng giông tố, thề sống bên ai đến suốt kiếp tàn hơi. Nè a na na a ba na na, cái cục cưng ơi, gái sắc trai tài. Như hoa nở liền cành Tiêu Thuyền. Hết, hết rồi, hết rồi sao ơi. Cảm ơn nhiều.